đất cát và bùn cát ven biển với diện tích 264.981 ha, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất cát và bùn cát ven biển của cả nước. Riêng tỉnh Bình Thuận đã có 125.935 ha. Các nhà địa chất nói rằng bùn cát biển mang dấu tích của đại dương trong quá khứ gắn với sự dao động của mực nước biển trong kỳ đại tứ cách nay 10.000 năm. Theo phương thức bồi lấp dần các vịnh, vụ biển và qua năm chu kỳ biển tiến thoái đã tạo nên các tầng cát. Hiện nay dấu ấn biển xưa vẫn còn sót lại tại các màu. Nước biển đã được ngọt hóa là nguồn cung cấp nước ngọt quý giá cho cư dân địa phương như màu trắng ở Hòa Thắng. Cát ở đây là cát thạch anh chiếm 95%, tùy theo mức độ nhiễm sắt sẽ tạo ra nhiều màu cát trắng, cát vàng, cát đỏ. Riêng cát đỏ là một thành tạo trầm tích đặc trưng có diện tích 77.960 ha, bị nén chặt và bị điêu khắc bề mặt do dòng nước chảy tràn tạo nên các địa hình đẹp mắt. Ngoài ra còn có cát đen, nhiều người nhầm tưởng là cát bẩn, chính là quặng titan Titan Zircon. Quốc bảo này của Việt Nam chiếm 5% tổng lượng titan toàn thế giới. Exotic Việt Nam thiết kế nhiều chương trình simulating hấp dẫn chuyên đổi cát với nhiều kiểu địa hình khác nhau như địa hình dòng chảy tự nhiên cắt qua các thành tạo cát có màu khác nhau, độ cao mực nước từ 10 đến 50cm, nhiều thử thách tự nhiên là các dốc cát cao hay đầm lầy nhỏ chảy dọc theo dòng chảy, dọc hành trình có nhiều cây xanh, không khí mát mẻ, địa hình ôm cát, nóng bỏng và khô rát, hành trình cắt qua vô số cồn cát lưỡi liềm nối tiếp nhau, lên lên xuống xuống từ 20 đến 30m, ở sườn đón gió, cát nhảy lăn tăn tạo thành các gợn sóng nhỏ và bị nén chặt, ở sườn khuất gió, từng hạt cát trượt dài từ đỉnh đồi cát xuống và rất xốp. Địa hình khe rãnh, đây là kiểu địa hình độc đáo trên cát đỏ, dòng chảy tạo thành các khe rãnh sâu và kéo dài trên cát đỏ, vách khe thẳng đứng, có nhiều ống khói nàng tiên là các cột cát chưa vơ còn sót lại sau quá trình xâm thực. Vách cát cao 5-6 mét là những chướng ngại tự nhiên thú vị. Hoạt động simulating tiêu biểu trên đồi cát là Dash Run. Đây là cuộc chạy bộ với cự ly được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, 2, 3, 5 hay 7 km với các thử thách tự nhiên như dốc cát, vách khe rãnh, cát lún, khí hậu khô nóng, kết hợp cùng các thử thách do Exotic Việt Nam tạo ra. Với chuỗi thử thách dài liên tục đòi hỏi không chỉ ở nỗ lực cá nhân mà còn là sự quyết tâm của cả tập thể để vươn tới chiến thắng. Để giảm tải về áp lực và tăng độ thú vị, xe jeep hay xe đạp còn có thể được kết hợp trong một số cung đường. Timbering trên đồi cát là hoạt động Eco Timbering tiêu biểu của Zurich Việt Nam. Thông điệp của chương trình là các giá trị mà doanh nghiệp mong muốn truyền đạt đến nhân viên và giá trị thiên nhiên tuyệt đẹp mà mỗi người cùng chung tay giữ gìn.